Đầu tháng 6 âm lịch, ba tuổi này giàu bất thình lình, tiền tỷ cầm tay, giàu nhanh như chớp. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi năm trôi qua là một hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng trong hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Tử vi năm 2021 cho thấy, đầu tháng 6 âm lịch tới đây, có một số con giáp gặp được nhiều may mắn, cần được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những con giáp này làm gì cũng thuận buồm, xuôi gió, gặp nhiều điều may mắn, thần tài che chở, ban cho vận may bất ngờ. Không như vậy, còn được cả thiên địa nhân hỗ trợ mà vươn lên như diều gặp gió. Vậy xin mời quý vị hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để có thể biết được các con giáp này là con giáp nào. Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Và có những vận may nào đến với các con giáp này trong thời điểm đầu tháng 6 âm lịch sắp tới? Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Mão. Tử vi cho thấy, những mệnh chủ tuổi Mão bước vào tháng Ất Mùi gặp cục diện hợi Mão Mùi hợp mục cục. Tuy rằng cục diện thiếu mất hợi, nhưng mệnh chủ tuổi Mão vẫn gặp vượng đế tại Mão. Bản mệnh sẽ phải lao động hết sức thì mới có được thành công trong công việc. Nhưng phải chú ý khi vận trình bước sang thế suy thoái, vòng trường sinh lâm quan, cơn mang điềm báo sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc, đáng để tuổi Mão chờ đợi. Ngoài ra mặt tài lộc trong thời gian này thăng tiến, vượng đế, lâm quan che chở, mệnh chủ tuổi Mão không cần phải quá lo lắng về mặt tiền bạc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm có điểm bị kẻ thứ ba phá hoại, mệnh chủ tuổi Mão cần nghiên cứu kỹ vận trình. Sức khỏe tốt đẹp hơn, vợ chồng nhường nhịn lẫn nhau, bao dung cho nhau nên không có gì đáng ngại. Sau đây sẽ là vận trình chi tiết của mệnh chủ tuổi Mão trong thời điểm này. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 6 âm lịch, vận trình sự nghiệp đầu tháng của tuổi Mão được cục diện hợi Mão Mùi tăng hợp một cục vô cùng tốt đẹp. Mộc khí trường sinh tại hợi, vượng tại Mão, khố tại Mùi. Tức vận trình bản mệnh sẽ phát triển vào giai đoạn rực rỡ, vượng khí nhất trong năm Mùi Thổ. Tuy nhiên, bản mệnh cần tỉnh táo trong sự thành công thì mới có thể chế ngự được vận trình đang lên. Vì sự thịnh vượng của quan hệ tam hợp đem tới những suy nghĩ hoang tưởng, không thực tế. Cộng thêm mệnh chủ tuổi Mão luôn nung nấu những kế hoạch khó mà thực hiện được. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình khẳng định mình của các công chức tuổi Mão. Ngoài ra Ất Âm Mộc, lâm quan tại Mão, công việc bước vào thời khắc mới, chân trời mới. Lâm quan giống như một nho sĩ lần đầu dấn thân vào chốn quan trường. Có mệnh chủ sẽ muốn thoát khỏi công việc bàn giấy nhàm chán, lại có mệnh chủ muốn thay đổi chiều hướng kinh doanh. Nhưng nhất thiết phải suy nghĩ thật cẩn thận trong thời gian này. Về phương diện tài lộc, Mão Mộc gặp Mùi Thổ, tỷ kiến xuất hiện kéo theo nhiều mối cạnh tranh với mệnh chủ tuổi Mão. Mọi công việc làm ăn đều khiến bản mệnh gặp phải đối thủ cạnh tranh. Vì là người mới nên bản mệnh dễ dàng chịu đả kích mà đánh trống, bỏ rùi. Bên cạnh đó, Ất Mộc lộ tài vật tại Mão, nhưng phải có quan tước hỗ trợ thì mới được cát lợi. Tức mệnh chủ tuổi Mão phải có chút chức quyền mới gặp vận tài lộc tốt,
Còn với người yên phận nhận lương hàng tháng thì sẽ không có nhiều thay đổi. Tử Vi còn nói, vốn các mệnh chủ tuổi Mão là người có ý chí độc lập, tự chủ vô cùng lớn, nên vận mệnh sẽ có nhiều sóng gió, đường tài lộc cũng vì vậy mà vất vả hơn. Ông bà ta có câu, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần tới cho. Phần tiền bạc sẽ do bản mệnh đem tới cho chính mình. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Mão tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành. Đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho những gia chủ tuổi Mão, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Mùi. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, những mệnh chủ tuổi Mùi bước vào đầu tháng Ất Mùi, vận trình có tỷ kiên song hành. Vì Mùi tàng nhiều cát thần nên bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều. Trong quan hệ địa chi tự hình thì đây là hung vận nhẹ nhất. Công việc trong thời gian này có bạn bè thân cận giúp đỡ. Những mệnh chủ tuổi Mùi mà làm ăn với anh em họ hàng thì sẽ không được cát lợi. Ngoài ra trong mặt tình cảm, thất sát tàng mệnh gặp tỷ kiên gây vượng vận nhân duyên cho nữ mệnh tuổi Mùi. Vậy nên nhân duyên với chồng hoặc người yêu không được tốt. Mặt tài lộc cũng gặp phải ấn tinh tự hình nên chủ bần cùng vất vả. Tuy nhiên quan hệ xã giao lại thuận lợi nên đường chính tài của bản mệnh sẽ không ảnh hưởng nhiều. Cụ thể trên các phương diện sau. Về phương diện sự nghiệp, Mùi thổ tự hình nên thiên ấn tọa tỷ kiên, dù bản mệnh thân yếu hay mạnh thì thiên ấn và tỷ kiên vẫn có thể giúp đỡ, vận trình thiên về hướng cát tường. Trong công việc, bản mệnh luôn có bạn bè sát cánh, nhưng việc thiên ấn tỷ kiên có quan hệ đồng tính nên sự nâng đỡ của mọi người xung quanh lại mang chút vô tình. Trong công việc, bản mệnh luôn có bạn bè sát cánh, nhưng vì thiên ấn tỷ kiên có quan hệ đồng tính nên sự nâng đỡ của mọi người xung quanh lại mang chút vô tình. Đó là dù được hóa giải rắc rối nhưng lại chỉ mang tính chất tham khảo. Quý nhân bạn bè dù có lòng nhưng lực bất tòng tâm không thể trực tiếp đứng ra giúp bản mệnh bình an, vô sự. Bên cạnh đó, bản mệnh cần chú ý hoa cái tọa hình xung. Công việc gặp nhiều biến động, có thể bản mệnh sẽ nhận được nhiệm vụ mới, kiêm nhiệm thêm chức vụ. Hơn nữa, vì tỷ kiên vẫn mang chiều hướng xấu nên bản mệnh còn bị chỉ trích vì sai lầm trong công việc, khiến tinh thần còn không được thoải mái như trước. Về phương diện tài lộc, tử vi đầu tháng cho thấy vận trình tài lộc của mệnh chủ tuổi Mùi có ất mộc tàng thiên ấn, gặp phải tỷ kiên chủ về nghèo đói. Việc tiền bạc của tuổi Mùi không phát triển, điều hướng chi tiêu nhiều nên cuối tháng thường khó khăn. May nhờ thiên ấn che chở, tạo quan hệ làm việc tốt nên những mệnh chủ làm việc văn phòng không có vấn đề nhiều về tài vận. Ngoài ra, ất mộc lâm dưỡng tại Mùi, các mệnh chủ còn trẻ thì được nhiều vạn tiền bạc vào phụ huynh. Vị đại vận dưỡng biểu hiện cho việc được kế thừa gia sản, tình cảm cha mẹ nồng hậu, có thể trông cậy vào cha mẹ. Tuy nhiên, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc được hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Mão, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Mùi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tập kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm sắp tới. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Mùi. Thứ ba, tuổi Tỵ. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, mệnh chủ tuổi Tỵ bước vào tháng Ất Mùi,
vận trình được tam hội cục hỗ trợ, sức mạnh biến hóa vô biên, có nhiều điều may mắn ngay từ đầu tháng. Mà tài lộc cũng có ất mộc gặp tỵ hỏa, sinh kim dư quý nhân, chủ điểm tài lộc hanh thông, quan vận thuận lợi. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, do bản mệnh tỵ hỏa tiêu hao với mùi thổ, gây cục diện thương quan đối chọi thất sát. Như mệnh tuổi tỵ gặp chuyện không thuận trong tình cảm. Hơn nữa tử vi còn cho thấy có tam hội hỏa cục, ngày hạ dài, ngũ ngày lục vùng ngũ tạng. Hạ dài thì thấp khí nặng, sức khỏe tỵ vị bị xâm phạm nặng nề. Mệnh chủ tuổi tỵ nên đề phòng hàn tà tấn công, có thể mệt mỏi, tỵ vị mất cân bằng, đổ mồ hôi, chân tay nổi mụn. Để có thể tìm hiểu rõ vận may của mệnh chủ tuổi tỵ, xin mời quý vị hãy theo dõi ngay sau đây. Về mặt sự nghiệp, tuổi tỵ bước vào tháng ất mùi, xung nguyệt lệnh trường sinh, khiến bản mệnh vấp vào vận trình cạnh tranh, chủ về tinh tú tỵ kiên. Thương quan có thể tiêu hao căn khí của tỵ kiên nên tuổi tỵ không gặp điều tốt đẹp. Căn khí tiêu hao, ý chí không kiên định, khi làm việc hay bị mất tập trung, tinh thần phức tạp, gặp khó khăn trong công việc thì rối loạn, hoang mang, không biết phải xử lý vấn đề từ đâu. Cho nên vì xử lý vấn đề quá do dự, nhu nhược khiến đồng nghiệp phản ánh, lãnh đạo không được hài lòng. Quan hệ tỷ kiên gây rối còn gây ra việc bản mệnh không được bạn bè, người thân giúp đỡ, cầu cứu, gặp nhiều dày vò, vất vả. Tuy nhiên tuổi tỵ cần lạc quan hơn vào tương lai, khi cùng mệnh tiềm tàng quan hệ tỵ mùi bán hợp. Tam hợp hoặc cùng này vốn ám chỉ vào 3 tháng nóng nhất mùa hạ là tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Lúc này thời tiết oi nóng, khí bức hoành hành, bản mệnh sẽ được hỗ trợ bởi nguồn căn khí hương thị ngút trời. Hãy tận dụng thiên thời, địa lợi để làm nên cơ đồ của mình. Thêm ất mộc lần mộc dục đại vận tại tỵ nên bản mệnh có sức mạnh bền bỉ, kiên trì tới cuối cùng. Bản mệnh chỉ cần gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, hành sự tích cực thì thành công sẽ tìm tới trong thời gian này. Về mặt tài lộc, vận trình tài lộc đầu tháng của mệnh chủ tuổi tỵ có sự giúp đỡ đắc lực từ kim dư quý nhân. Ác thần này chỉ xuất hiện khi tỵ hỏa gặp mùi thổ. Thời xưa nó là một trong những công cụ tượng trưng cho sự giàu có, vinh hoa, mỹ lệ. Kim dư nhập mệnh chủ âm đức, giúp đỡ phú quý đuê huê, quan hệ xã giao phát triển, tài lộc có nguồn căn kéo tới. Tuổi tỵ gặp được tinh tú này, phúc lộc đặc biệt hậu hĩnh, cộng thêm thông minh vốn có, mệnh chủ sẽ tự mình tạo dựng quan hệ khách hàng, nên không cần phải lo lắng vào thời điểm này và về sau. Tỵ hỏa còn gặp dịch mã tinh tại mùi, khi mang dịch mã tinh thì không có lúc nào nhàn hạ. Tuổi tỵ trong thời gian này sẽ thường tự kiếm việc ra để làm. Thời xưa, sách tam mệnh thông muội đã chỉ ra, dịch mã nhập mệnh, tâm không an nhàn. Hai các tinh này giúp tuổi tỵ kiếm tiền nhiều hơn nhưng cũng sẽ vất vả hơn. Chính vì vậy, để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mẹ chủ tuổi tỵ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi tỵ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị ba con giáp gặp may mắn, phát tài trong thời gian đầu tháng 6 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.